chào các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em giải đề thi V-Lumbic lớp 9 vòng số 13. Các em chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tập, máy tính bỏ túi ha. Bài thi số 1. Cho điểm A nằm trong đường tròn có mô bán kính R. Chuẩn bị nháp nha. Sao cho OA bằng 3 cm. Dây CD vuông góc với OA tại A. Dây CD bằng 8. Vậy R sẽ bằng 5 game. Các em vẽ hình ra các em sẽ thấy liền thôi. Theo liên hệ đường kính và dây thì A sẽ là trung điểm của CD ha. Như vậy AC sẽ là 4 cm, nên lấy 8 chia đôi thôi. Dùng định lý Pythagore trong tam giác OAC là mình sẽ có OC bằng 5, tức là bán kính 5 đó. Rồi điểm P thuộc đồ thị âm số này thì các em thay x bằng -1, còn y thì bằng -4 ha. Vậy chúng ta sẽ có công thức là -4 bằng trừ m nhân cho -1 bình, tức là nhân 1 đó. Như vậy là m sẽ bằng 4. Các em lấy nháp ra giải đi, sẽ đúng như thầy nói thôi. Một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 1 và 2 thì diện tích sẽ là 1. 1 nhân 2 chia đôi kìa. Bài này các em giải tay hoặc là bấm máy tùy các em. Đáp án là -1. Rồi phương trình này các em nhân chéo lên ha, chéo lên, hay là các em hiểu đơn giản thôi. Một phân số muốn bằng 1 thì mẫu phải bằng tử. Vậy căn x cộng 1 sẽ bằng 3. Như vậy căn x sẽ bằng 2 và x sẽ bằng 4. Thử lại biết liền. Tiếp theo, đường thẳng D1, D2, D3 đồng quy. Bây giờ các em sẽ tìm tọa độ giao điểm của D1 và D2 này. Để tìm tọa độ giao điểm của D1 và D2 thì các em lập phương trình hoành độ giao điểm của D1 và D2 là 2x cộng 2 sẽ bằng x cộng 4. Vậy là x sẽ bằng 2 các em. Hoành độ giao điểm D1 và D2 sẽ là x bằng 2, còn y sẽ bằng 6. Vậy tọa độ giao điểm của D1 và D2 sẽ là 2, 6. Và D3 đồng quy với D1 và D2, có nghĩa là đường thẳng D3 cũng phải đi qua giao điểm của D1 và D2. Tức là đường thẳng D3 cũng phải đi qua cái điểm có tọa độ là 2, 6. Các em thay chữ x này bằng 2, chữ y này bằng 6. Vậy các em sẽ có công thức là 6 bằng 2 trừ m, tất cả nhân 2 hãy trừ cho 2. Rồi các em giải cái phương trình đó, các em tìm m. Như vậy m sẽ bằng -2. Tiếp tục. Câu số 7. Cho tam giác ABC có một cạnh AB bằng 3, cạnh AC bằng 4 và cạnh BC bằng 5. Đọc lên là các em thấy tam giác vuông. Dùng định lý Pythagore đảo 5 bình bằng 3 bình cộng 4 bình, tam giác vuông đó. Lấy D thuộc tia đối tia AB, sao cho AD bằng 1 rưỡi. Lấy E thuộc tia đối tia AC, sao cho AE bằng 2 cm. Tính DE thì cũng dùng Pythagore thôi,
2 bình cộng 1,5 bình thì bằng 25/4. Rồi các em lấy căn của kết quả đó 2,5 kia. Dùng định lý Pythagore, DE sẽ ra 2,5 cm. Sao đề nó dễ vậy ta? Hoành độ giao điểm của đường thẳng này với trục hoành, thì giao điểm của đường thẳng này với trục hoành sẽ có trung độ bằng 0. Giao điểm đường thẳng này với trục hoành sẽ có trung độ bằng 0. Vậy các em thay chữ y này bằng 0 này. Như vậy là 0 bằng 0,5x trừ 2. Như vậy là các em sẽ tìm x từ phương trình đó. 0,5x sẽ bằng 2. Và x sẽ bằng 2 chia 0,5 bằng 4. Hoành độ giao điểm sẽ bằng 4. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này, và này ta dùng phương pháp thế cũng được, mà dùng hằng đẳng thức cũng được. Đây là thầy giới thiệu các em hai phương pháp luôn. Cách 1 nè. Cách 1 là gì? Thì các em để ý là x trừ y tất cả bình thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 luôn. Và từ đây chúng ta suy ra gì? Suy ra là x cộng y tất cả bình trừ cho 4y sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng nè. Vậy suy ra gì? À, người ta bắt tìm giá trị nhỏ nhất của nghe. Tìm giá trị nhỏ nhất. Thầy lại đang đi theo hướng tìm giá trị. Xin lỗi các em. Ta đi phương pháp thế đi. X cộng y là bằng 4 ha. Vậy chúng ta suy ra y sẽ bằng gì? Y 4 trừ x. Đó. Khi đó thì A lớn sẽ bằng x bình cộng cho y bình. Y bình thì nó sẽ đổi thành 4 trừ x tất cả bình. Này các em biết rồi. Rồi các em phá tung hằng đẳng thức ra. Vậy ta sẽ có 2x bình trừ cho 8x và cộng cho 16. Và cái này các em dễ dàng chứng minh được là nó lớn hơn hoặc bằng 8 nè. Lớn hơn bằng 8 đó. Và đạt được khi x bằng 2. Người ta hỏi gì? Người ta hỏi giá trị nhỏ nhất là 8, nhập 8 thôi. Bài này còn cách giải nữa kìa. Đó là chúng ta dùng bất định thức Bunyakovsky ha. Bất định thức Bunyakovsky các em biết rồi. Là này nó sẽ nhỏ hơn là đây. Nó sẽ nhỏ hơn là 1 bình cộng cho 1 bình nhân cho x bình cho y bình. Đó. Từ đây chúng ta suy ra là x bình cộng cho y bình sẽ lớn hơn 1 bằng 4 bình chia cho 2. Cũng chính là lớn hơn 1 bằng 8 đó kìa. Suy ra A sẽ lớn hơn bằng 8. Bunyakovsky ha. Câu số 10.
tam giác ABC. Có trung tuyến BD bằng 6 và trung tuyến CE vuông góc với nhau. Thầy có việc đi xíu nha. Giờ thầy trở lại. Cái bài này thì cũng dễ rồi các em. Số 10 thầy vẽ nhanh cái hình các em dễ hình dung. Vẽ từng chân nữa nha. Rồi trung tuyến. Trung góc với nhau. B C BD trung tuyến CE trung tuyến. Rồi BD là trung tuyến, CE cũng là trung tuyến, như vậy cắt nhau tại điểm này là điểm G chẳng hạn, thì đó chính là trọng tâm các em nhé. Trọng tâm thì nó sẽ cách đỉnh 2/3 trung tuyến tương ứng, các em biết rồi. BD thì bằng 6, như vậy DG sẽ bằng 2 à, 1/3. Còn CE là 4,5. Thì anh bạn GE sẽ là bằng 1,5. Tính chất trọng tâm thôi. Rồi các em dùng định lý Pythagore trong tam giác DEG ha. Các em lấy DE bình là sẽ bằng 2 bình cộng 1,5 bình. Rồi lấy căn 2 bình cộng 1,5 bình, rồi lấy căn kết quả đó, nó sẽ ra là 2,5. Đem 2,5 ra.
thôi ta nộp bài thôi, sai một câu hai câu cũng được nhé, nắm được ý tưởng rồi rồi, rồi ta đúng hết kem. Bài thi số 2, trí tuệ. Rồi kem vẽ hình nha, cho đoạn thẳng AB 15, điểm M nằm trên cung chứa góc 90 độ, cung chứa góc 90 độ dựng trên đoạn AB, đó chính là đường tròn tâm, đường tròn đường kính AB đó em. Đây học lý thuyết chắc em sẽ hiểu thôi ha. Này thầy không giảng nhiều nha. Sao cho M không trùng với AB? Thì lúc đó góc AMB sẽ bằng 90 độ thôi, như nằm trên cung chứa góc 90 độ và đoạn AB mà. Vậy MA bình cộng MB bình sẽ bằng 15 bình. Thì mình lấy Pythagore thôi. 15 bình thì bằng 225. Cái đề hù mình ha. Một nghiệm nguyên của phương trình này là x0 và 0. Vậy kem cho y bằng 0 đi. Y bằng 0 nè. Còn x là x0. Như vậy là x0 sẽ bằng 2004. Kem nên chia cho 1120 thôi. Vậy là nó bằng 20. Ủa sao khó dễ vậy? Chắc cũng có câu dễ câu khó ha. Đừng chủ quan kia. Sin bình bằng 0,64 thì cos bình sẽ bằng 1 trừ cho sin bình, tức là 1 trừ 0,64 là bằng 0,36 kia. Còn tan bình thì bằng sin bình chia cos bình, tức là 0,64. Cái em đem chia cho 0,36 là nó bằng 16/9 ha. 16/9 nha. Parabol nghịch biến với x dương, nghịch biến với x dương thì hệ số a này nó phải âm kem, 2m cộng 3 nhỏ hơn 0, vậy m sẽ nhỏ hơn trừ 3/2, tức là trừ 1,5 đó. Tam giác 10, 24, 26, vậy tam giác vuông kem, bộ 3 Pythagore luôn. AB là 10, AC là 24, AC là 24, AC 26. AC26 thì góc B là góc vuông nha. Tam giác này vuông ở B bởi vì cạnh AC là cạnh huyền. AB 10, BC là 24. Góc BCA tức là góc C đó. Tính sin của nó. Sin của nó là 10/26, tức là 5/13. Vậy các em tìm góc cosin bằng 5/13. Shift sin mũ -1 của 5/13. Vậy nó ra cái góc là 22 độ 37 phút, mà làm tròn tới độ thì ta ra 23 độ. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong căn sẽ là 9. Như vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức A sẽ là căn 9, tức là bằng 3. Bài quá dễ. Rồi, đường thẳng này sẽ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng A trừ 2 luôn em nhé. Lý thuyết các em học rồi. Tung độ góc là nó bằng A trừ 2 luôn. Và nó chính là bằng 2014. Vậy A của chúng ta là bằng 2016. Rồi, tiếp tục vẽ hình. Tam giác vuông ở A. AB bằng 3, AC bằng 4, vậy BC bằng 5. Vẽ đường cao AH. Và từ H kem chiếu vuông góc lên AB là ra D, chiếu vuông góc lên AC là ra D. E DH bình cộng cho AD bình. DH bình cộng AD bình sẽ bằng AH bình thôi.
Pythagore mà. Vậy kem tính AH đi. AH thì bằng 3 nhân 4 chia 5. Đu bình lên nữa. Đáp án là 5,76. Các em cứ tính đi, sẽ đúng. Những câu khó thì mới dừng lại và giảm nhiều ha. Còn mấy câu soàn sỉnh quá các em tự làm thôi. Rồi. Cái này máy tính giải được nè các em. Không lạm dụng nè. Lâu lâu thầy cũng giảm các em một bài máy tính bỏ túi ha. Em ứng phân số 26 chia cho 10 cộng 4 căn 3. Vậy nó bằng 5 trừ 2 căn 3 nè. Vậy A của mình chính là 5 đó. Còn B của mình chính là trừ 2 đó. Rồi lấy 5 bình cộng cái trừ 2 bình. Tức là cộng 2 bình luôn cho rồi. Đáp án là 29 kìa. Rồi. Giá trị nhỏ nhất của ý thức này. Bây giờ bài này thì cũng dễ thôi. B sẽ bằng căn của ở trong căn là 5x trừ cho 2 tất cả bình đó. Đây các em tự giải được mà. Còn bên này là căn của 5x trừ cho 3 tất cả bình ha. Như vậy nó sẽ bằng gì? Sẽ bằng giá trị tuyệt đối của 5x trừ 2 cộng cho giá trị tuyệt đối của 5x trừ 3. Và cái này thì nó sẽ bằng luôn là 5x trừ 3 tôi đổi 3 trừ 5x cũng được. Trị đối của hai số đối nhau vẫn bằng nhau thôi. Và cái này thì theo cái bước định thức mà thầy đã dạy các em ở các khối trước cũng như là ở các vòng trước là nó sẽ lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của tổng này. Tức là 5x trừ 2 rồi cộng cho 3 trừ 5x. Tức là gì? Nó sẽ lớn hơn bằng 1. Đúng không? Ha. Các em nhớ giá trị đối A cộng giá trị đối B sẽ lớn bằng giá trị đối của tổng A cộng B thì lớn bằng 1. Giá trị nhỏ nhất là bằng 1. Bài thi số 3 đi tìm kho báu. Cho tam giác ABC cạnh AB bằng 24, AC bằng 32, BC bằng 40. Không biết có phải tam giác vuông không? Kem kiểm tra thử. 24 bình cộng 32 bình là bằng 1600. 40 bình cũng bằng 1600, vậy tam giác vuông rồi. Vậy kem lấy hai cạnh vuông nhân nhau chia đôi, 24 nhân 32 chia đôi 384 anh. Rồi, để cái biểu thức này xác định thì biểu thức trong căn phải lớn bằng 0. Như vậy là 3 trừ m phải âm, không được 0. 3 trừ m nằm ở mẫu không được 0. Mà tự âm rồi thì 3 trừ m phải nhỏ hơn 0. Như vậy là m phải lớn hơn 3. Rồi. Các em dễ dàng chứng minh được cái hệ số A của hàm số này nè. M bình cộng 4, M cộng 7, các em chứng minh nó dương với mọi M. Mà hệ số A dương á, thì nó sẽ nghịch biến với X âm nha. Về học lại lý thuyết, tính chất của hàm số y mã bình phương. Rồi. Bài này thấy có vẻ lạ lạ nha. Các em cứ tìm X trước đi. Tìm X trước đi. Rồi thầy hướng dẫn các em tìm x vào này luôn. X trừ
trừ cho 4 luôn. Căn x trừ 1 cộng 3 bằng 0. Để chuyển vế đổi dấu luôn đó. Rồi ở đây thì tự động trừ 1 thì nó mất cân bằng. Ở đây thì phải cộng 4, cộng 1 lại. Cộng 1 với 3 thành cộng 4. Đúng không? Bây giờ nó ra hẳn thức kem x trừ 1 trừ 4 căn x trừ 1 cộng 4 chính là gì? Chính là căn của x trừ 1 trừ 2 tất cả bình 0. Nhìn từ đây là cái mặt đơn nó phải bằng 0, tức là căn x trừ 1 phải bằng 2. Vậy là x trừ 1 phải bằng 4 và x sẽ bằng 5 các em nhé. X bằng 5 thì căn x cộng 4 là căn chính, mà căn chính thì bằng 3. Hệ này có nghiệm khi nào? Dễ thôi. Giờ các em giải cái phương trình thứ nhất, cái hệ gồm phương trình thứ nhất và phương trình thứ ba là mod 5 chế độ 1 nhập A nè, 3 trừ 1 5, 3 âm 1 5. Tiếp theo là 1 trừ 2 0, 1 âm 2 0. Vậy nó ra x bằng 2, em thấy lại nha. Y bằng 1. Y bằng 1 là A nhân Y là A, A nhân 1 là bằng A đó. Còn nơi là trừ 4, chỉ có khi là dương 4. 4 bằng 1 là 5, thì A bằng 5. Rồi, như vậy là ta đã hoàn thành xong dòng thi số 13 với số điểm là tối đa. Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở các cái vòng thi tiếp theo.